Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 4, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2022, các cấp quỹ đảng chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công khai hóa các hoạt động, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên công chức viên chức chấn chỉnh lề lối phương pháp tác phong làm việc hướng đến gần dân tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn hạn chế các hiện tượng tiêu cực tham nhũng lãng phí góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân tạo sự đồng thuận phát huy dân chủ trong nhân dân năm 2023, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quỹ, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp quỹ, chính quyền các cấp, cán bộ đảng viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội thứ 13 của đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh xây dựng đảng chính quyền cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh